Ok nhá, chào mừng đến với channel của tôi. Hôm nay bác tiếp tục lên video lần thứ hai trong ngày để anh em mình up cầu soi cầu về bờ với cộng game mình là cộng game TDC bác em ơi. Đấy, rồi anh em ơi, hơi chói nhỉ. Chắc là để tắt bóng đèn cái hơi chói tí. Thì vào đây thì cùng nhau anh em tiếp tục vào lại cái video thứ hai trong ngày để anh em mình bắt cầu về lại cho mình lụm lúa nhá mọi người. Và đây và có những công thức và những cái kinh nghiệm gì mình hay ho mình sẽ chia sẻ đến hướng dẫn hết. Rồi, cầu này đang đi là 134 đúng không? 134 thì anh em đang tiếp vào xỉu ơi. Cây này chắc chắn 100% tiếp lại cái xỉu này. Cái này cầu này đạt xỉu 8 nữa, đánh tiếp vào xỉu là hợp lý ấy. Để coi, sơi 8 này, 8 rồi 5, 5, 8 ok. Vậy xỉu rồi, kiếm cái xỉu 10 này. Để mình kiếm cái xỉu 10 cái, cầu này về lại cái xỉu 5M trước. Đấy, đập cái đầu thử cho nó gọi là ngon ăn luôn anh ơi. Về cầu đánh được cho ngon ăn để mình tắt bóng điện cái nhá. Tắt bóng điện cho điện nó sáng quá anh ơi. Tắt bóng điện cái điện nó sáng nó chói quá, sợ anh em không gọi là theo dõi được theo tiếng cầu ấy. Rồi, ok đẹp mắt rồi các bác. Hai bát tôi mua phải tầm gọi là để đánh cái xỉu không đánh gì. Cầu này tiếp tục đánh tiếp về tài nhỉ. Cái này chắc đi đâu có về tài tiếp thôi. Đánh nhẹ lại về lại cái tài cho mình ơi. Nhẹ lại về cái tài lại cây 3 triệu 9 nhá. Rồi tiếp bắt tiếp về cầu nè. Lậm lúa không. Rồi xỉu 5M. Tiếng đầu tiên 22 ok lậm một cây 5M. Rồi cái đỏ 2, 3, 6 này. Ok nhá lậm 2 cây các bác. Thấy vào thông chốt 2 cây liền thấy không. Mới vào là phải đập như thế các bác mà. Cầu đang đẹp mà. Anh em nếu mà đánh loại to vốn to thế này mà người vào đánh 2 cây đầu thì người ngừng luôn được. Đấy không cần đánh nữa. Đúng cái gọi là cái lãi mini anh em sống qua ngày vài triệu bạc. Còn lại tiếp tục đi lại tiếp tục về lại cho tôi là con tài 3M nè. Lậm lúa chơi không. Cây này đánh lại tiếp cho mình là các bạn gọi là về lại bằng bệ ở trước à. Khó nhá. Cái câu này chuẩn bị ra một cái bệ tài sau đấy. Cây này đi đánh cho mình về lại cái xỉu thôi. Tiếp lại cái xỉu mình. Sơ tiếp câu lại về xỉu đi. Lắc xỉu. Đấy nhập vội. Nhập vội về dinh. Bác theo cầu về dinh về kèo thôi. Cố gắng thì bạn nào mà chưa follow channel của tôi thì em nhớ là follow ngay và luôn nhé mời. Để hàng ngày để ra những cái giáo án hàng ngày để anh em mà bắt lại so lại về bờ. Với cộng game mình là cộng game TDC nhá. Đấy. Tiếp tục so tiếp cầu nè. Xỉu với lại tài bằng xỉu lậm 2 bàng là ok luôn. Mong lậm luôn 2 bàng đi. Cầu này lậm luôn 2 bàng là có lúa về bờ. Xỉu lậm luôn không. Lậm cầu không. Xỉu không nhờ. Một này ok bú nhá. Này về tài này. Ôi gãy rồi, mày gãy cái to không, ăn cái nhỏ gãy cái to. Tính ra chưa lại lộc đang lại được tầm 10 củ thôi. Lại được tầm 9 củ mấy, 9 củ 8, 9 củ 7. Lại lộc hơi chưa to lắm. Tiếp lại sơ tiếp cầu này là đa, ngày ghi cơ bẻ quá ta. Này sợ con này bẻ quá đi mơ, lại đánh nhẹ và lại cây 35 và xỉu tiếp thôi. Cầu này chắc tôi nghĩ là đánh về cầu là 11 à, sợ về 212 quá. Cái này biết về 11 hay không mà có kép 10 nhá. Kép 10 chắc tôi nghĩ đánh với xỉu thôi. Về xỉu với làng này 5M lỡ 5M xỉu. Đấy, cái này các bạn đập theo cây. Cố gắng là chơi cầu các bạn này và theo cây các bác. Về cầu sơi tính luôn. Bắt lá cho mình cái độc vị. Ăn được chơi ăn được cái độc vị nha. Cố gắng là soi cầu cho mình được việc cái độc vị về bờ luôn các bác. Chả gì mà cái lo mà chả gì căng tay làm gì ok chưa. Đánh được sơi ăn được vị thôi. Về tiếp là mình mấy cây không. Hấp lúa không. Cố gắng là soi được hấp lúa. Bạn nào mà chưa follow channel tôi và nhớ follow nhá. Tôi sẽ hướng dẫn mọi người vào đây đánh cầu mình chơi game cả nhà. Tiếp tục lại tiếp cầu này mình nè. Tiếp xỉu nào lậm lúa không. 62 ô gãy rồi. 1 này 16 này. Ôi ôi gãy 2 cây à. Trời ơi chết rồi. 458M giờ đang lại được chỉ có 2 triệu thôi. Đang tự nhiên bị gãy sơ lại gãy 2 cây không. Ngáo ngơ thế nhở. Mày sơ lại bị gãy 2 cây. Khó đấy. Cái này tiếp tục về đánh bắt tiếp cầu nè. Bởi lại tiếp về cầu này chắc đi 1-1 thôi. Này 2 cây gãy có kép là gãy à. Này lại kép tiếp à, kép lại cực 13 đúng không? Này lại vẫn tiếp tục kép lại cái 13 khó nhá. Này vẫn sơ tiếp mình vào xỉu thôi. Đập vội về cái xỉu năm cũ nè. Lậm làng đi. Cây này tôi nghĩ là về 11 đấy các bác, đi lại về tiếp cái xỉu thôi. Tiếp lại cái năm luôn, hai cái năm. Ăn chắc hai cái năm mà có lãi. Ăn chắc hai năm mà có lãi to. Cố gắng là soi cầu lại to nhá. Rồi anh em cố gắng soi cầu nè. Ăn chắc hai năm lại to nào. Nói chung là về vội phải lo. Tiếp cầu tiếp vào xỉu ơi. Lậm lúa không. Chơi lại hai cây lậm lúa không đây. Hai xỉu lậm tiền nhá. Con này để coi như nào đây. Ra phát súng đầu tiên bú không. Hai này. 32 ra 4 ok bú một cây. Tiếp xỉu tiếp không. 5 này 56 rồi gãy không. Bên này cứ tưởng về 1-1 chứ mà không về 1-1 cơ. Thế bên đó là nguy cơ về lại bệ tài à. Bên này nguy cơ về lại bệ tài rồi. Ở trước là 3 mạng tài à. Ở sau ở trước đây là cũng có mặt tài đi trên trước. Cầu này trước tôi nghĩ là về lại bệ tài quá. Đi lại bệ tài đi. Cầu này năm cũ tài. Cầu này là bên cầu dưới chắc đi 1-1 các bác.
Đấy, nó mới ăn cây gãy cây không? Tức chết đi được. Anh đang vào form mà lại ăn một cây gãy một cây. Cố gắng mới sơ lãi thôi. Theo lãi vội vàng thôi. Có câu theo lãi tích cho mình đi. Tiếp lại hai cây tài, đồng hoa và tài 5 5M và lại 4 triệu 7 nhá. 4 triệu 7 tài bằng đỏ và lại 5M tài bằng xanh. Lần tiếp hai cầu không? 47 tài bằng đỏ và 5M tài bằng xanh nè. Và đây có soi chơi lập lúa nè. Cố gắng bắt động vị về cầu cho thả ga nè. Ok, lượm tiền các bác. Em sơ lượm tiền không đây? Về kèo lượm tiền không? Ok, để coi nè. 5 là ok, lượm một cây nhá. Và lượm cây bằng đỏ quá dễ các bác. Còn này bằng xanh có lượm không ta? Mong là bệ đi. 6 này, ok, 6-4 thế này lượm chắc rồi. Ok, chắc lệnh các bác lời 11 cũ nhá. Đang thông được các bạn lại 11 cũ xương xương rồi. Tiếp tục bắt tiếp về cầu tiếp. Này chắc đánh một bàn thôi, không đánh nhiều bàn đâu. Đánh nhẹ nhẹ một bàn thôi. Tiếp tục đánh lại cho mình cái xỉu 1M thôi. Đấy, cái này ăn được lời được tầm 12 triệu. Này cứ một lần đánh lại được 12 triệu là ok la, hợp lý luôn. Không cần phải đánh nhiều. Tài xỉu là không có đánh nhiều bác. Tài xỉu đánh phải gọi là chắc mà địch mặt bền thì không cần đánh nhiều làm gì đúng không? Ăn chắc đấy chơi mặt bền thôi. Tài xỉu cần gì phải đánh nhiều bác. Tài xỉu đánh chỉ cần là nhẹ nhàng chơi là nét căng. Đấy, đã chơi phải nét căng. Nó không phải đây cần để đánh nhiều làm gì nhá. Tôi đánh câu thì đánh nhiều thì nó thu nhiều lắm. Một lần đánh lại tầm 10 củ thôi. Lúc nào có giáo án nhà tôi lên cũng là một lần đánh lại 10 củ mình là ok. Nó không có đánh nhiều làm gì đâu các bác. Sơ tiếp lại cái xỉu không? Lầm lũ với cây không? Xỉu nào? Rồi ok, có xỉu, có xỉu, có xỉu. Bác em ơi thông xỉu nha. Rồi ok. Thôi đấy, đấy nhẹ nhàng một lần đánh cái bài mà chốt đơn được là tầm là 19M. À lòng 9M. À 10 11 1900. Đấy ok, nhẹ nhàng chốt đơn nhá em ơi. Đấy bạn nào thấy cắt tôi đánh hay rồi cho xin một like subscribe nhá em ơi. Và hàng ngày đừng quên là vào đây là theo dõi những cái slot cho mình là sẽ được hỗ trợ hết cả nhà để có những công thức kinh nghiệm về cầu ở nhà nhá em ơi. Và xin phép tắt video tại đây các bác. Bye bye anh em, bye mọi người nhá. Và chào tạm biệt anh em nhá.